Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cựu thành viên quốc hội Slovakia, ông Peter Maczek đã đề cập việc thành lập một đảng người Slav thống nhất mới, ủng hộ việc Slovakia rút khỏi EU và NATO cũng như nối lại quan hệ hợp tác với Nga. Theo cựu nghị sĩ Maczek Việc thu thập chữ ký để thành lập đảng mới diễn ra được khoảng 7 tháng và đã thu thập được 8.000 chữ ký, cần thêm 2.000 chữ ký nữa. Chính trị gia này tin rằng đến cuối năm sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và đảng sẽ được đăng ký chính thức vào đầu tháng 1 năm 2024. Chương trình của đảng bao gồm việc gia nhập BRICS, quốc hữu hóa các doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược, cấm bán đất và rừng, kiểm soát hệ thống y tế, bảo hiểm y tế và giáo dục. Ông Macek hy vọng các đảng Slav khác sẽ được thành lập ở các quốc gia Slavo để bảo vệ lợi ích của người Slav trong nền chính trị thế giới. Các cuộc đàm phán về việc thành lập đảng được tiến hành với các chính trị gia ở Hungary, Cộng hòa Séc, Serbia, Bulgaria, Ba Lan và Ukraine. Kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine năm 2022, Slovakia đã tích cực hỗ trợ Kiev và đồng ý chuyển phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 tới Kiev đồng thời tăng hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico hứa sẽ thay đổi đường lối chính trị của đất nước. Ông tuyên bố không ủng hộ biện pháp trừng phạt của EU với Nga nếu chúng gây tổn hại cho đất nước ông. Ông Fico cũng cam kết không gửi vũ khí đến Ukraine nếu đảng Smer của ông tham gia chính phủ. Thủ tướng Slovakia cũng tuyên bố, mặc dù chính sách đối ngoại của nước này bị ảnh hưởng bởi tư cách thành viên của cả EU và NATO, nhưng Slovakia vẫn có một số chủ quyền nhất định. Ông Fico cho biết, những quan điểm này không phải lúc nào cũng phù hợp với chính sách duy nhất được thúc đẩy ở Liên minh châu Âu-EU. Theo Thủ tướng Fico, ưu tiên của ông trong lĩnh vực chính sách đối ngoại là bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia Slovakia, hỗ trợ các sáng kiến hòa bình, chứ không phải thúc đẩy chiến tranh ở Ukraine. Đảng Smer của Thủ tướng Fico đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 30 tháng 9 vừa qua với cam kết sẽ chấm dứt ngay lập tức mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, Smer đã thành lập chính phủ liên minh với đảng Hlas cánh tả và đảng quốc gia Slovakia. Đầu tháng 11, chính phủ mới được bổ nhiệm đã từ chối cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 40,3 triệu euro, khoảng 43,2 triệu đô la Mỹ cho Ukraine mà chính phủ tiền nhiệm đã đề xuất. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Praha, Cộng hòa Séc, ông Fico tuyên bố cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành một cuộc xung đột đóng băng không thể giải quyết bằng cách gửi vũ khí tới Kiev. Mới nhất, chính phủ Slovakia có kế hoạch gia hạn và mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp Slovakia được phê duyệt vào ngày 29 tháng 11. Lệnh cấm trước đây áp dụng cho bốn loại ngũ cốc là lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương và sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2023. Đề xuất nêu rõ, Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia sẽ cập nhật danh sách này nếu cần thiết, căn cứ vào diễn biến của tình hình thị trường. Đề xuất nói rằng lệnh cấm là cần thiết do thiếu một giải pháp mang tính hệ thống toàn châu Âu và lệnh cấm đơn phương của hai nước láng giềng, đề cập đến Ba Lan và Hungary. Dẫn một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 11 bởi nhóm Rating, truyền thông địa phương đưa tin người Ukraine đang chia rẽ về quan điểm xung đột với Nga. Theo kết quả cuộc thăm dò, 44% số người được hỏi cho rằng điều quan trọng là phải tìm kiếm sự thỏa hiệp trong đàm phán với Nga và các nước khác nên được tham gia vào quá trình này. Trong khi đó, 48% số người được hỏi phản đối bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow và nhất quyết tiếp tục thái độ thù địch cho đến khi Kiev giành lại toàn quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đã mất. Kết quả cũng cho thấy sự suy giảm rõ rệt về số lượng người Ukraine ủng hộ việc kéo dài cuộc giao tranh với Moscow. Trong các cuộc thăm dò tương tự được tiến hành vào tháng 7, các cuộc đàm phán chỉ được 35% số người được hỏi ủng hộ, trong khi 60% ủng hộ việc kéo dài xung đột. Trong cuộc khảo sát mới nhất, Thỏa hiệp hầu hết được những người trong độ tuổi từ 18 đến 35 ở miền đông Ukraine ủng hộ. Trong khi đó, hầu hết những người ủng hộ việc tiếp tục chiến đấu đều ở độ tuổi từ 36 đến 50 và sống ở phía tây đất nước. Một cuộc thăm dò tương tự được báo Mỹ Bloomberg dẫn kết quả vào tháng trước cũng cho thấy phe thiểu số ở Ukraine tin rằng việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga là điều không thể tránh khỏi để đổi lấy hòa bình cũng ngày càng tăng kết quả cuộc thăm dò được đưa ra sau khi Ukraine triển khai chiến dịch phản công rầm rộ mùa hè, song không mang lại bất kỳ thắng lợi đáng kể nào. Theo ước tính mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, tính đến đầu tháng 12, chiến dịch này đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 125.000 quân và hơn 16.000 đơn vị vũ trang hạng nặng kiev cũng ngày càng lo ngại rằng sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ các nước phương tây ủng hộ nước này có thể sớm cạn kiệt khi họ ngày càng mệt mỏi với cuộc xung đột và chuyển trọng tâm sang sự leo thang gần đây giữa israel và lực lượng phong trào hamas ở gaza bất chấp những lo ngại trên tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ tòa hiệp nào với nga và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiếm lại tất cả các vùng lãnh thổ trong biên giới ông cũng tuyên bố cấm các cuộc đàm phán với Moscow trong thời gian Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thừa nhận lệnh ngừng bắn khó có thể xảy ra vào năm 2024 khi Kiev và Mỹ tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky như giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột. Mặt khác, Tổng thống Zelensky nêu rõ ông hài lòng với kết quả của cuộc phản công, xét đến việc lực lượng vũ trang Ukraine không rút lui khi đối đầu với quân đội mạnh thứ hai trên thế giới. Ông Zelensky nhận xét, chúng tôi tiếp tục tổn thất về nhân lực, chúng tôi không có đủ vũ khí như mong muốn, tôi không thể hài lòng nhưng cũng không thể phàn nàn quá nhiều. Tổng thống Zelensky thừa nhận chính quyền Ukraine kỳ vọng về kết quả khả quan hơn từ cuộc phản công gần đây của quân đội nước này, nhưng điều đó đã không đạt được. Ông giải thích rằng Kiev không nhận được tất cả vũ khí cần thiết từ phương Tây và điều này đã ngăn cản bước tiến mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Ông Zelensky lưu ý thêm, mặc dù Ukraine không có đủ sức mạnh để sớm đạt được kết quả mong muốn, nhưng điều này không có nghĩa là Kiev sẽ bỏ cuộc. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này cũng đã đạt được một số thành công nhất định. Quân đội Ukraine đã tiến lên dần dần, mặc dù thực tế là phía Nga được trang bị và phòng thủ tốt hơn các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga cũng mang lại kết quả. Ông Zelensky thông báo Ukraine đang tập trung vào tăng cường sản xuất vũ khí ở trong nước và lĩnh vực này đang được phân bổ một phần lớn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay, năng lực sản xuất vẫn chưa đủ để lật ngược cục diện cuộc chiến. Giải pháp tiếp theo có thể là từ các khoản vay và hợp đồng sản xuất vũ khí với các đồng minh phương Tây. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng vào năm 2024, nước này sẽ nhân rộng việc sản xuất tên lửa và thiết bị quân sự. Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, những thay đổi chính trị ở các nước châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu EU ngày 14 tháng 12, 15 tháng 12 tại Brussels có thể dẫn đến việc Ukraine vỡ nợ khi quốc gia này thiếu hụt ít nhất 50 tỷ euro, hơn 50 tỷ đô la dành cho ngân sách nếu không được EU tiếp tục viện trợ. Nguồn tin của Financial Times nói thêm, sự đồng thuận của EU đối với viện trợ cho Kiev đã bị suy yếu nghiêm trọng sau chiến thắng của tân thủ tướng Hà Lan, Gert Wilders. Đảng tự do cánh hữu dân túy của ông Wilders cũng giành được đa số ghế trong hạ viện của Hà Lan. Ngoài việc công khai chỉ trích việc chính sách nhập cư EU, ông Wilders còn thẳng thắn phản đối việc viện trợ cho Ukraine bằng thuế của người dân Hà Lan. Một trở ngại khác đối với viện trợ cho Ukraine là khủng hoảng ngân sách ở Đức sau khi tòa án hiến pháp liên bang Đức đã cắt giảm đáng kể kế hoạch chi tiêu của chính phủ thủ tướng Olaf Scholz khiến liên minh cầm quyền rơi vào tình thế khó khăn. Kế hoạch ngân sách năm tới của thủ tướng Olaf Scholz được đưa ra Quốc hội Đức và trước đó, tuy nhiên kế hoạch này ngay lập tức bị các nhà lập pháp ở Hạ viện phản đối. Theo nguồn tin của Financial Times, những diễn biến trên chính trường châu Âu khiến Ukraine có nguy cơ không nhận được 54 tỷ đô la trước đó EU đã hứa với tổng thống Volodymyr Zelensky. Không có số tiền này, Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby vừa qua cho biết, chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng giải quyết vấn đề ngân sách viện trợ cho Ukraine. Cũng theo ông Kirby, Ukraine rất cần gói ngân sách 106 tỷ đô la do Nhà Trắng đề xuất, một phần trong đó cũng dành cho Israel. Ngoài ra, còn có ngân sách cho tăng cường chi tiêu an ninh cho biên giới Mỹ và Mexico. Ông Kirby cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động ngay lập tức để giải quyết bế tắc viện trợ quân sự cho Ukraine. Đầu năm nay, dẫn số liệu của Bộ Tài chính Ukraine cho thấy, trong năm 2023, nước này phải khoản trả nợ công lên tới 658,4 tỷ hryvnia, tức là tương đương với 17,9 tỷ đô la. Trong số tiền trên, tổng nợ trong nước là 14,6 tỷ đô la và khoản nợ nước ngoài là 3,3 tỷ đô la. Khoản nợ lớn nhất mà Ukraine cần thanh toán vào tháng 5 năm nay có giá trị 2,78 tỷ đô la. Ngoài ra, nước này phải trả hai khoản nợ lớn khác, lần lượt là 2,45 tỷ đô la trong tháng 6 và 2,29 tỷ đô la trong tháng 11. Theo Bộ Kinh tế Ukraine, nền kinh tế nước này đã sụt giảm 30,4% trong năm 2022 sau khi cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố đã bị phá hủy. Đầu tháng 7 năm ngoái, Bộ Tài chính Đức cho biết Kiev nhiều khả năng không phải trả nợ nước ngoài cho đến cuối năm 2023 do xung đột đang diễn ra ở nước này. Cũng trong tháng 7 năm ngoái, cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating đã hạ 3 bậc xếp hạng nợ dài hạn của Ukraine từ CCC cộng xuống CC, cho rằng việc nước này thông báo chậm trả nợ có nghĩa là khả năng vỡ nợ gần như chắc chắn xảy ra.